mày có thắm không? Thì như kiểu là cô thắm về làng ấy. Không phải như đi biển đi. Đi thôi. Giờ này bọn mình mua vé Vietnam Airlines nhưng mà là vé giá rẻ. Chào mọi người. Không biết mọi người có nghe thấy giọng mình không? Xin chào. Đây là lần đầu tiên bọn mình đi chơi cùng với nhau. Đi du lịch với nhau. Cũng là lần đầu tiên cả ba đứa đều độc thân cùng một lúc. Yeah. Khô cực. Tức tệ. Bây giờ thì đang ở Airbnb rồi. Thật ra là Airbnb này cũng khá là xinh. Và ôi, mày mặc cái quái quái gì ấy. Và bây giờ thì trời đang hơi mưa nên là bọn mình gọi bún chả nướng về để ăn. Thật ra là hơi mệt ý, tại vì bị delay máy bay tận 1 tiếng lận. Một đĩa bún thịt nướng thì cũng khá là rẻ, có 28.000 nhỉ. Nhưng mà hơi ít topping một chút. First meal in Saigon. Hôm nay bọn tớ ăn bún thịt nướng đặt ship về bởi vì mưa quá không đi ra ngoài được. Bà thấy nào? Đã ăn đâu? Mình thấy chắc là ăn sẽ ngon rồi. Mời được. Hello, bây giờ bọn mình chuẩn bị đồ đạc để đi cà phê. Mình có hẹn với cả anh Việt Anh trong này để đi cà phê cùng. Không biết đi đâu. Đây là anh Việt Anh. Bro. Anh ấy rủ tớ vào đây. Phải cách đây mấy tháng rồi nhỉ? Ơi, anh phải rủ em cách đây mấy tháng rồi nhỉ? Bây giờ mới vào. Vào. Nhưng mà mày chưa đi thì dính dịch. Lừa đảo. Hấu ơi. Thằng Hấu. Hôm nay nó active ấy. Hôm trước anh bế ra đây nó nằm y một chỗ 3 tiếng đồng hồ không di chuyển. Tại vì có em chứ làm sao nữa. Bữa tối ngày hôm nay ăn gì? Ông ấy bảo cái này chua lắm. Xin mời cả nhà. Ôi đẹp quá. Đẹp cực. Mình đang đi nhậu. Bọn mình say quá. Thế xong. Mình đang định xào để lên ăn nhưng mà không biết không mua dầu ăn nên bây giờ mình phải ăn mì. Bây giờ mình sẽ trổ đài nấu mì Torino với cả một số rau, một quả trứng cho mọi người xem. Sáng nay mình sẽ mở màn mà một chiếc chả trái cây. Tại vì tối qua đã xong nhưng quên mất không uống. Sáng hôm nay bọn mình không làm gì cả tại vì tối hôm qua đi chơi hơi muộn. Nên là bây giờ đang make up xong rồi ăn mặc sexy để chụp ảnh ở trên giường. Tiếp tục, hôm nay tiếp tục lại là một trời mưa. Một ngày trời mưa rất to nên là bọn tớ đã order bánh canh về ăn. Bánh canh này là của Linh Bi. Linh Bi The Cool Kid. Cái gì nhỉ? Linh Bi The Cool Kid giới thiệu cho bọn tớ.
cả ngày hôm nay mưa quá, tớ không quay được cái gì cả. Nhưng mà bây giờ buổi tối thì bắt đầu trời nó đẹp hơn rồi, tớ sẽ đi, bây giờ sẽ đi mua quần áo và tiếp tục sẽ đi uống cốc tai. Vậy Leo make up, ai make up cho? Chăm chăm. Xinh không? Xinh. Cảm ơn chăm chăm. Mời mọi người đi. Xin chào mọi người. Mọi mình ăn gì? Hủ tiếu. Hủ tiếu ở đâu? Cô Bá. Cô Bá. Cô Bá. Em xem phim không? Có một tầng ở bên trên này nữa. Xin cảm ơn kính chào. Công chiếu phim của Dĩ Độc Lập, xin chào quý khách. Xin chào với đầu máy, là lại nhá.